X51 Story mến chào quý thính giả. Tôn Tử là nhà quân sự lỗi lạc của Trung Quốc sống vào cuối thời Xuân Thu. Một trong những tác phẩm quan trọng nhất đúc kết kinh nghiệm chiến trường, tư duy chiến tranh quân sự của Tôn Tử đấy chính là bộ binh pháp Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử gồm 8.000 chữ dài 13 thiên bản về chiến lược, mưu lược, chỉ huy tác chiến, hình thức tấn công và phòng thủ, về địa lý quân sự, trinh sát, gián điệp, cách dụ địch, hậu cần quân sự, với lối tư duy tổng hợp biện chứng. Binh pháp Tôn Tử đáp ứng nhu cầu tự thân của quá trình phát triển kinh tế và của phương pháp quản lý kinh tế xuyên suốt trong quá trình phát triển của loài người. Không chỉ đề cập riêng trong lĩnh vực quân sự những mưu kế, chiến thuật, chiến lược riêng có, nội dung của binh pháp Tôn Tử là sự tổng hòa của các mối quan hệ yếu tố trong đời sống. Tôn Tử nói, việc binh là chuyện đại sự quốc gia, là nơi sống chết, là đạo tồn vong, do đó không thể không xem xét kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Quá trình này thông qua việc đánh giá, xem xét năm yếu tố, đạo, thiên, địa, tướng và pháp. Một là đạo, theo Tôn Tử, đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng sức. Có như vậy trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ nguy hiểm. Hai là thiên, binh pháp Tôn Tử, thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết. Tức là luôn phải xem xét, cân nhắc hoàn cảnh bên ngoài. Ba là địa, trong binh pháp Tôn Tử có nói, địa là địa lợi, nói về đường xá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. Bốn là tướng, binh pháp Tôn Tử cho rằng, tướng là tướng soái, nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng. Đây chính là những phẩm chất cần có của người lãnh đạo. Năm là pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý. Các doanh nhân Nhật Bản coi việc dụng binh và kinh doanh tuy khác nhau về lĩnh vực nhưng giống nhau về kỹ năng được sử dụng. Mỗi một quyết đoán của người kinh doanh có liên quan đến tương lai, tiền đồ của hàng nghìn hàng vạn nhân viên và cả doanh nghiệp. Họ cảm nhận sâu sắc sức mạnh và ảnh hưởng của mỗi quyết định. Trong những khi đơn phương ra quyết định, khó tránh khỏi những khi do dự bất định. Lúc này, rất nhiều những doanh nhân đã tìm được linh cảm và trí tuệ từ binh pháp Tôn Tử. Theo kết quả điều tra khảo sát của tạp chí kinh tế Diamond, đối với 1.000 công ty niêm yết hàng đầu Nhật Bản cho thấy, trong câu trả lời về tư tưởng kinh doanh, 31% doanh nhân bày tỏ chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tôn Tử. Khi được hỏi rằng, trí tuệ cổ xưa cách đây 2.500 làm sao có thể áp dụng được vào kinh doanh doanh nghiệp ngày nay, thì câu trả lời phổ biến nhất là hãy ứng dụng vào quản lý cấp dưới và tổ chức các phòng ban. Đại đa số các doanh nhân còn dẫn dụng tư tưởng, thứ nhất là đạo, thứ hai là thiên thời, thứ ba là địa lợi, thứ tư là tướng, thứ năm là phương pháp, trong binh pháp Tôn Tử, để xem xét đánh giá trạng thái về năm phương diện lớn của doanh nghiệp như trên dưới một lòng, thiên thời, địa lợi, tài trí người ra quyết sách, thưởng phạt giữ chữ tín, phân quyền hạn trách nhiệm rõ ràng trong quản lý. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về 6 danh ngôn kinh điển trong binh pháp Tôn Tử hàm chứa trí tuệ sâu sắc, vận dụng cả trên chiến trường và trong thương trường. Binh pháp về bản chất là chiến lược, phương thức để làm một việc. Và đối với mỗi việc chúng ta đều có phương thức để làm việc đó, có thể phức tạp, có thể đơn giản tùy thuộc vào nội dung công việc như thế nào. Chính vì vậy, nếu có thể hãy áp dụng nó vào mọi việc trong cuộc sống để tăng hiệu quả hoàn thành công việc và kết quả mà bạn mong muốn đạt được. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn có những góc nhìn mới lạ và thú vị về binh pháp. Một là, việc binh không có thế thường hằng bất biến, nước không có hình dạng thường hằng bất biến. Người có thể giành thắng lợi thông qua sự biến hóa thay đổi của quân địch thì gọi là thần. Nghĩa là, dụng binh tác chiến giống như nước chảy, không có hình mẫu và phương thức cố định. Có thể căn cứ vào sự biến đổi của tình hình quân địch mà giành thắng lợi thì đó gọi là dụng binh như thần. Hai là, người biết lúc nên đánh và lúc không nên đánh thì chiến thắng. Nghĩa là, tướng lĩnh biết tình hình nào thì có thể đánh, tình hình nào không thể đánh thì sẽ chiến thắng. Ba là, người thiện chiến tìm kiếm tình thế mà không trách người. Do đó có thể lựa chọn được người đảm nhiệm công việc tùy theo tình thế. Nghĩa là, người thiện chiến sáng tạo ra hình thế có lợi để giành chiến thắng, không hà khắc yêu cầu cấp dưới khổ cực chiến đấu để giành chiến thắng, lựa chọn nhân tài thích hợp đảm đương trọng trách, từ đó khiến bản thân giành được quyền chủ động quyết định đến thắng lợi toàn cuộc. 4 là, tấn công lúc đối phương không phòng bị, xuất kích lúc đối phương không nghĩ đến. Nghĩa là, thừa lúc quân địch không phòng bị thì tấn công, xuất kích khi quân địch không ngờ tới. 5 là, biết người biết mình, trăm trận không nguy hiểm. Nghĩa là, đối với tình hình quân ta quân địch đều hiểu biết thấu triệt, khi đánh trận có thể đứng ở nơi bất bại.
6 là trăm trận trăm thắng không phải người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Không đánh mà khuất phục quân địch, đó mới là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Nghĩa là trăm trận trăm thắng vẫn chưa được coi là cao minh nhất. Không cần dùng đến chiến tranh mà khiến quân địch đầu hàng, đó mới là cảnh giới tối cao của binh gia. Dù hàng nghìn năm đã trôi qua, những triết lý khôn ngoan của Tôn Tử vẫn chứng minh được giá trị của chúng trong thế giới hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Nhân vật Gordon Gekko trong bộ phim huyền thoại Phố Uôn từng nói, tôi không ném phi tiêu một cách mù quáng. Tôi đặt cược vào những điều chắc chắn. Cứ đọc binh pháp Tôn Tử đi, người giỏi dụng binh đặt mình vào thế thắng trước rồi mới giao tranh. Binh pháp Tôn Tử đã truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và quản lý trên khắp thế giới qua những chiến lược lỗi lạc để giành chiến thắng dù đối thủ to lớn hay cường hãn thế nào. Chiến thuật, cách sắp đặt vị thế, khả năng lập kế hoạch, yếu tố lãnh đạo đều là những chìa khóa then chốt để có thể hạ gục kẻ địch mạnh mẽ và có nguồn lực dồi dào hơn. Việc sử dụng những chiếc chìa khóa như thế nào là của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh của doanh nghiệp bạn đang phục vụ. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.